Ôi trời ơi. Tuyên thay mặt bạn Cường với em. Nhà anh đi uống rượu với ra nhỉ. Hôm nay sinh nhật bà mà anh. Bà hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Mẹ em sinh năm 1959 ấy. Cũng phải mua cho bà chỉ lọ chỉ kia chứ không ngày xưa. Vâng, hôm nay em bảo mới mua cho bà cả bầu trời đấy ạ. Anh biết rồi, bán chầm một ngày em kiếm 1 tỷ cơ mà, thì 1 chỉ là gì anh? Cảm ơn Chiên nhé, phòng mãi đỉnh luôn, Hải Phòng nét luôn, nét cả nước luôn. Đúng, 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 đúng văn ở đâu nhỉ? Văn là văn ở đâu? Văn ở đâu? Anh Phương, anh mở quán bán ở đâu anh? Anh Nhàn quán mở quán bán ở đâu? Ờ anh ở 300 anh mở quán bán tỉnh Hải Phòng em ơi. À vâng. Ờ anh vẫn đang ở... không có lòng vòng được đâu. Ờ anh vẫn đang Hải Phòng mà. Rồi anh nhận lại. Vừa mấy cái ông mấy ở dưới ăn anh cơm ở xong cái mồm nói toàn. Cảm ơn anh, ngồi lên. Em mày để ý làm gì? Anh em mày nói chuyện không để ý em ơi. Ba cái thành phần nối đôi không để ý em ơi. Người ta bảo rồi mà, chó sủa người vẫn đi. Con người mày đàng hoàng, nó ghen tị cuộc sống của anh em mình. Nó không bằng mình, nó phải ghen tị của mình. Không để ý. Lịch. Không để ý em mày chưa? Để cho nó có tương tác em mày chưa? Để cho mấy cái nó ẳng lẳng cho nó có tương tác em ạ. Chào 321 anh em nhá, yêu quý các con vợ luôn. Ờ anh ơi, sao ở bên của em mày nó lên hiện 1 triệu người xem mà. đây là chủ phòng. À đây à, bên em đang hiện 1 triệu người xem mà. Bây giờ là 347 người. Anh Tế, em đang nhờ nhà nó kéo view cho em để mang bán quần áo lót cái bao cao su ấy chứ. Anh là em mất điểm quá. Bán quần áo lót là anh chào tôi, chào bạn Bí nhá, chào bạn Bí nhá. Tôi mặc quần lót khe eo rồi chứ, xong là tôi quảng cáo đồ lót phụ nữ rồi chứ. Chào 400 anh em ở livestream của bạn Cường nhá. Chúc các con vợ, anh em, bạn bè, các cháu một buổi tối thật rực rỡ luôn. Đâu, chào 6 năm nghiện 1 năm nghèo. Mày lớn tuổi rồi. Anh nói cho anh Hiệp Rách à, thằng Hiệp Rách bố mày đây à? Bố mày đây không? Ơi, cảm ơn Gia Phát nhá. Làm cái gì? Là cái gì, nó là cái gì? Thế có biết là vụ ở Giao Lạc 514-1518 không? Chú không biết à, anh Tú ạ. À. Anh Tế ơi, chúc anh luôn luôn rực rỡ, em hâm mộ anh Tế. Anh cảm ơn Phạm Mỹ nhá. Anh follow Phạm Mỹ nhá. Anh cũng gửi lời chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Tao chào chưa anh em đàng hoàng. Chúc mấy anh chơi vui vẻ, em đã. Thằng nào thằng Nghiệp Sách là nó tên là gì ở Phương? Nó tên ông đi đền luôn, tên nó là Nghiệp Sách đấy. Em vừa ra Bắc xong à Cám? Vâng, em ra sáng nay kìa. Vâng. À từ hôm qua giờ anh cứ là anh cứ vào anh lướt TikTok xem em like không để vào nhưng là không thấy. Anh cảm ơn online anh Nguyễn nhá. Chị Cám ơi, bao giờ chuẩn bị về livestream, chuẩn bị về livestream thôi anh Tế nhỉ? Ok, chung phúc nhá. À đúng rồi, con lửa.